Vậy tại sao lại ít người học? Vì họ không buông bỏ được văn danh lợi dưỡng của thế gian Còn muốn tham trước Một niệm tham tâm này Làm cho công phu học Phật A-di-đà bị phá hoại Phá hoại triệt để Ở trước chúng tôi đã giảng qua nhiều lần Thầy Lý thường đưa ra ví dụ một ly đề hồ. Trong kinh nói, đề hồ là nước uống ngon nhất của chư thiên. Ly này là một ly đề hồ, là thức uống ngon nhất của thiên nhân. Nếu như trong ly nước này giọt vào một giọt thuốc độc thì ly đề hồ này sẽ biến thành thuốc độc hư hết trong tâm chúng ta hoàn toàn là phật a di đà đột nhiên có một tạp niệm xen vào thì công phu niệm phật này bị phá hoại hết không phải nói phá hoại một bộ phận thì tôi sẽ đem nó sửa lại tôi cắt bỏ phần này đi không cần nó nữa không phải như vậy nó sẽ hư hết không thể xen vào chút tạp niệm nào tiêu chuẩn niệm phật như vậy có được mấy người Chúng ta nghe kinh vì sao không khai ngộ? Nghe kinh hai tiếng đồng hồ này đã khởi bao nhiêu tạp niệm? Nếu hai tiếng đồng hồ này không có chút tạp niệm nào, nhất định sẽ khai ngộ. Không có tạp niệm nghĩa là như thế nào sẽ được niệm Phật Tam Muội chúng ta ở trong định định thì làm gì có lý không khai ngộ chẳng những khi nghe kinh có tạp niệm mà ở trong niệm phật đường niệm phật cũng đều có tạp niệm lúc nghĩ chuyện này lúc nghĩ chuyện khác như vậy thì không được Thật sự hiểu, thật sự minh bạch Thì phải tìm nơi để tu hành Được Trước phải tìm một chỗ Và giải quyết hết những việc cần làm Buông bỏ Không còn ý niệm gì nữa Rất nhanh khoảng nửa năm thời gian đủ để chuẩn bị tư lương cho việc giảng sanh nghĩa là chuẩn bị đầy đủ điều kiện giảng sanh đến thế giới cực lạc có thể làm được cư sĩ hoàng niệm tổ trước khi giảng sanh khoảng nửa năm Thị hiện như vậy, ông đã dạy chúng ta Muốn đến thế giới Tây Phương cực lạc cần bao nhiêu thời gian Ông đã chứng minh cho mọi người thấy Thời gian nửa năm là đủ Thời gian nửa năm này ông đã sống như thế nào? Một ngày niệm 40 dạng danh hiệu Phật Không xen lẫn một chút tạp niệm nào Vì sao vậy? Bởi ông đã buông bỏ hết không còn điều gì dướng bận ông thị hiện để người niệm phật thời nay thấy thời xưa không cần thời gian dài như vậy chỉ cần một ngày đến bảy ngày hoặc hai đến ba tháng là đủ ngài đã làm để cho người thời đại này của chúng ta thấy thật sự làm giống như ngài nửa năm thì chắc chắn được giảng sanh phải triệt để buông bỏ vì hết thảy là giả